Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì sau khi mà em Khánh cùng với em Dũng và chúng em đã đến với gia đình của em Thái Thị Giang đấy, để trao những tấm lòng hảo tâm của các quý vị để giúp đỡ cho em Giang ở dưới xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thì bây giờ mặc dù đã đến là 8 giờ 30 tối rồi quý vị ạ, nhưng em Khánh và em Dũng vẫn đến với gia đình của Trần Thị Tân ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bởi vì trên tay của Khánh đây vẫn đang còn có những cái tấm lòng hảo tâm của các quý vị, các anh chị chúng ta đang muốn giúp đỡ cho gia đình em Tân ạ. Và bây giờ thì mặc dù rất là tối rồi nhưng Khánh vẫn đang đến đây quý vị. Vào đây. 8:30 rồi. Vâng. Chào cả nhà. Con chào bác. Dạ. Vâng. Cháu chào bác ạ. Dạ dạ. Vâng. Chào anh. Dạ. Chào đi. Rồi chào em. Úi giời ơi. Sao bác lại nằm truyền đây ạ? Ôi giời ơi, hôm nay em Khánh với em Dũng đến đây thì tình cờ này để trao tấm lòng hảo tâm cho của các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình em Tân đấy, thì lại gặp ngay cái ông này, ông Thuận ông này đang nằm lăn quay giữa giường chết thật chú ơi. Anh sao mà phải truyền đấy? Qua đi xả mặt tình đây mà bị dính ruột thì tiến đường dây mà uống thuốc không được, con chó thuộc chuyên. Ồ, dính ruột. Quay sát cho nó. Tức là hôm qua anh đi khám xong. Khám thì ra nó khám nó bị siêu âm thì nó bảo là bị dính ruột này. Ôi giời ơi. Xem cái bụng má của ổi. Bụng này mổ bao nhiêu phát rồi. Chết thật. Thế bây giờ khám là dính ruột à? Dính ruột vì bị viêm dạ dày mà viêm dạ dày nặng. Thế bây giờ phải bỏ thuốc đi. Bỏ rồi. Bây giờ muốn hết bệnh thì phải trước tiên là phải loại trừ những tác nhân gây bệnh cái đã. Vẫn thuốc cơ. Thuốc vẫn thuốc. Thế chết thật. Bây giờ bỏ thuốc cả đã cần. Bỏ thuốc đi. Bác phải bỏ thuốc đi. Hôm nay thì em lên đây đấy bởi vì cũng có các cô chú, các mạnh thường quân cũng có chút tấm lòng để gửi về để chia sẻ cho gia đình anh. Cũng có chút tấm lòng để gửi cho anh cũng như là em Tân rồi anh Hành nữa. Anh Hành đâu rồi? Hôm nay anh Hành có mặt đấy à? Anh Hành đang đi họp đấy. Dạ. Dạ. Thôi không cần kêu về đâu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì mặc dù rất là buồn rồi, bây giờ đã là gần 9 giờ tối rồi. Nhưng em Khánh cùng với em Dũng chúng em vẫn vượt một cái quãng đường rất là xa. Từ xã Diễn Ngọc lên đây là gần 20 cây số và chút nữa thôi xong việc ở đây là bọn em phải vượt 70 cây số để về nhà. Nhưng mà bọn em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy là không có sự mệt mỏi. Vì sao ạ? Bởi vì Khánh cùng với em Dũng đang chút nào đó có thể là cùng với các mạnh thường quân để có những sự động viên đối với những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt ngày hôm nay quý vị chúng ta nhìn thấy trước ống kính của quý vị đây chính là gia đình của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân ạ. Người đang nằm trên giường đây là anh Nguyễn Thọ Thuần, là anh trai kế sát với là Nguyễn Thọ Tuân đấy. Và hôm nay Khánh lên đây thì có các cô chú, các anh chị chúng ta cũng có những tấm lòng mong muốn để chia sẻ và giúp đỡ với gia đình của nhà mình anh ạ. Dạ. Thế thì em Tân ơi, có lẽ là em lấy cái ghế ngồi đây gần đây luôn được. Anh trao những cái tấm lòng hảo tâm của các cô chú cho gia đình em xong rồi là anh cũng phải về luôn bởi vì muộn lắm rồi, anh chưa ăn cơm tối luôn. Đấy. Cả nhà, thực ra là Khánh với em Dũng là không phải là vì đấy, chúng em là anh còn chưa ăn cơm tối. Khánh là chưa ăn cơm tối cho nên là thôi thì mặc dù rất là mong muốn được tâm sự và chia sẻ với gia đình đồng viên em Tân cũng như là anh Thuận một chút, nhưng mà vì là quá muộn rồi cho nên là Khánh cũng muốn là bây giờ vào thì Khánh sẽ thay mặt cho các cô chú, các anh chị là những nhà hảo tâm đấy, những mạnh thường quân, là những người đang có những cái sự chia sẻ, những tấm lòng và tình yêu thương dành cho gia đình của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân rất là lớn. Thì hôm nay thì Khánh một lần nữa lại tiếp tục thay mặt cho các anh chị, các cô chú chúng ta gửi đến cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân, cho em Tân, cho anh Hạnh, rồi cho anh Thuận những cái sự chia sẻ về mặt tài chính để động viên gia đình chút nào đó để vượt qua những sự khó khăn trước mắt ạ. Vâng, thế thì ngày hôm nay trên tay của Khánh đây là có những cái tấm lòng hảo tâm của các cô chú. Đầu tiên Khánh xin được đọc tên ở đây và thay mặt cho các cô chú trao gửi cái tấm lòng của mình đến cho gia đình em Tân ạ. Đầu tiên ở đây đó là tấm lòng của anh em nhà họ Lâm. Vâng ạ, anh em nhà họ Lâm ở bên Canada đấy. Gồm có là anh Kiên, anh Cường, anh Dũng và hai người bạn, đó là cô Nga và cô Michelle ở bên Canada đấy.
có gửi về cho riêng em Tân, đó là 3.500.000 đồng. Đấy thì ngày hôm nay Khánh xin được thay mặt cho anh em nhà họ Lâm cùng với hai người bạn trao cái tấm lòng của anh chị đến cho em Trần Thị Tân ạ. Vâng, thì đây là tấm lòng của anh em nhà họ Lâm ở bên Canada gửi để động viên em nhé. Là 3.500.000 đồng thì anh xin gửi cái tấm lòng của anh chị đến cho em luôn. Đây em nhé. 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 và 500.000 đồng. Thì đây là tấm lòng của anh em nhà họ Lâm gửi để động viên gia đình mình em nhé. Thì anh xin gửi cái tấm lòng của anh các anh chị ở bên nhà họ Lâm 3 triệu. Chút nữa đếm lại xem nếu mà thừa thì gửi lại cho anh Khánh, không anh Khánh lại bù nhé. Rồi. Ok. Đó là tấm lòng của anh em nhà họ Lâm động viên riêng cho em Tân em nhé. Và các anh chị các cô chú cũng gửi cái lời chúc sức khỏe cho đến em và mong cho em được khỏe mạnh, chuẩn bị sinh em bé được mẹ tròn con vuông em nhé. Quý vị ạ, ngoài cái tấm lòng mà anh em nhà họ Lâm đấy dành riêng cho gia đình của dành riêng cho em Tân đấy, thì anh em nhà họ Lâm đấy gồm có anh Kiên, anh Cường, anh Cầu nữa. Vâng ạ, trong cái này thì các bạn in thiếu gồm có anh Cầu nữa. Vâng. Và hai người bạn là cô Nga và cô Michelle đấy cũng có một cái sự chia sẻ với hai anh trai của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân, đó là anh Nguyễn Thọ Hạnh và anh Nguyễn Thọ Thuận. Vâng ạ, thì đây là tấm lòng của anh em nhà họ Lâm tặng riêng anh nhé, là 1.000.000 đồng. Vâng ạ, là 1.000.000 đồng để giúp anh chút ít để phù thuốc men anh nhé. Dạ, thì em xin gửi cái tấm lòng là 1.000.000 đồng của anh em nhà họ Lâm cho anh. 2, 4, 6, 8, 10. Đây, 1.000.000. 1.000.000 đây anh Thuận nhé. Đây, dạ. Còn 1.000.000 nữa, còn 1.000.000 đồng nữa cũng là cái sự chia sẻ của các cô chú các anh chị anh em nhà họ Lâm đấy, gồm có là anh Lâm, gồm có là anh Kiên, anh Cường, anh Dũng và anh Cầu nữa. Vâng ạ, và hai người bạn là cô Nga và cô Michelle cũng có gửi cho anh Hạnh đấy. Anh Hạnh là anh trai thứ hai của Nguyễn Thọ Tuân đấy, cái người mà bị teo não đấy. Vâng ạ, thì cũng có gửi cho 1.000.000, nhưng mà ngày hôm nay thì anh Hạnh lại không có ở nhà ấy, cho nên là Khánh gửi lại cho anh Thuận và nhờ anh Thuận là trao lại cho anh Hạnh nhá anh nhá. Dạ, thì là 1.000.000 thì em gửi 2, 4, 6, 8, 10 đấy, 2, 4, 6, 8, 10 đây anh nhá. Dạ, thì đó là anh em các anh chị trong trong dòng họ Lâm ở bên Canada đấy, cùng với hai người bạn nữa là cô Nga và cô Michelle thì phụ giúp anh và anh Hành thuốc men anh nhá. Dạ, dạ. Tiếp theo nữa thì còn có một mạnh thường quân nữa quý vị ạ, một mạnh thường quân nữa ở bên Mỹ. Chị có tên là Hoàng Thị Quỳnh, có gửi về cho Khánh là 1.000.000 đồng và nhờ Khánh trao cái tấm lòng hảo tâm của chị Quỳnh, cái sự chia sẻ của chị Quỳnh đến cho em Tân, động viên em và cũng chúc cho em được mạnh khỏe và chuẩn bị sinh em bé được được mẹ tròn con vuông em nhé. Đó là tấm lòng của chị Quỳnh ở bên Mỹ là 1.000.000. Đây anh gửi 2, 4, 6, 8 và 10. Đây 1.000.000 đồng em nhé. Đây là tấm lòng của chị Quỳnh. Yeah. Vâng. Tiếp nữa là một mạnh thường quân đến từ Úc Châu. Vâng ạ. Đó là chị Vũ Thị Lan. Vâng. Chị Vũ Thị Lan thì có gửi về cho Khánh là 2.000.000 đồng và nhờ Khánh trao cái tấm lòng của chị đến cho em Trần Thị Tân. Và cái sự chia sẻ của chị đã gửi về cho Khánh khá lâu rồi. Thế nhưng mà Khánh cũng rất là bần với cái công việc kinh doanh của mình. Cho nên là mãi cho đến ngày hôm nay thì em Khánh mới có thể là đến nhà em Tân và trao cái tấm lòng của chị Vũ Thị Lan cho em Trần Thị Tân được. Vâng ạ, và cảm ơn tấm lòng của chị Vũ Thị Lan rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì cái sự chia sẻ của chị đã được Khánh trao trọn vẹn đến cho em Trần Thị Tân ạ. Là 2.000.000 đồng em nhé. 2.000.000, anh gửi 2.000.000. Sau đây được 1.000.000 này. Đây đây là tấm lòng của chị Vũ Thị Lan 2.000.000. 1 2 4 6
8, 10 là 1 chiều, cộng với đây là 2 chiều em nhé. Đấy, đây là tấm lòng của chị Vũ Thị Lan. À, tiếp nữa là hai mạnh thường quân đến từ Mỹ. À, tiếp theo đó là chị Đoàn Thị Diễn. Vâng ạ, chị Đoàn Thị Diễn. Tiếng Mỹ là Thị Diễn Đoàn đấy. Vâng, à, chị có gửi về là 100 đô la Mỹ và nhờ Khánh trao cái tấm lòng của chị đến cho em Trần Thị Tân. Vâng, à, cảm ơn tấm lòng của chị Diễn rất là nhiều. Và ngày hôm nay cái sự chia sẻ của chị đã được Khánh trao đến cho em Trần Thị Tân ạ. Vâng, đây là tấm lòng của chị Diễn em nhé, là 100 đô la. Đấy, thì anh trao gửi 100 đô la của chị Diễn, chị Diễn cho em luôn. Đây, để em nhé. Rồi, rồi. À, đó là tấm lòng của chị Đoàn Thị Diễn. Vâng ạ. À, và cuối cùng thì là một mạnh thường quân nữa cũng đến từ đất nước Mỹ. Vâng, à, anh là một mạnh thường quân mà anh là một người họ Đỗ, à, quê gốc ở Đà Nẵng nhưng bây giờ đã sống ở Mỹ rất là nhiều năm rồi. Và anh có gọi điện về cho Khánh rất là nhiều lần, mặc dù cái công việc của anh rất là bận, à, ở công ty thì rất là ồn ào và rất là khó nói chuyện. Cho nên là mỗi một lần mà anh gọi điện cho Khánh, anh đều phải ra ngoài đấy, ra ngoài đứng để gọi điện cho Khánh, mặc dù thời tiết rất là lành. Và anh cũng có chia sẻ với Khánh rất là nhiều. Anh có gửi về là 200 đô la Mỹ và nhờ Khánh trao cái tấm lòng của anh đến cho gia đình em, cho đến trực tiếp cho em Trần Thị Tân. Nhưng mà anh có nói với Khánh rằng là nhờ Khánh là mua cho em Tân những cái món quà, những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái cuộc với cuộc sống và cái nhu cầu sử dụng của em Trần Thị Tân đấy. Và đặc biệt đó nữa là anh nói rằng là trong cái cửa hàng của em Khánh ấy, có cái gì mà em Tân có thể sử dụng được thì Khánh có thể là lấy luôn ngay ở cái cửa hàng nhà Khánh giúp cho em Tân luôn. Thế nhưng mà em cũng chia sẻ với anh rằng là thực sự là cái tấm lòng của anh và mong muốn nhờ em mua những món quà để trao gửi đến cho gia đình em Tân đấy, không phải em lười đâu, nhưng mà em cũng đã tham khảo rồi. Và những cái trong cái thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta cũng có những tấm lòng, những món quà gửi về cho em Tân rồi. Cho nên là bây giờ thực sự là em nếu có mua nữa thì nó cũng sẽ thành ra là nó đôi khi là dùng trong một cái khoảng thời gian như thế là nó không phù hợp lắm. Đấy, cho nên thôi được thì em xin phép anh, đó là em sẽ gửi tròn cái tấm lòng của anh, đó là 200 đô la Mỹ đến cho em Tân luôn. Và em có nhu cầu mua cái gì đó thì em trực tiếp em mua em nhé. Đấy, thì đây là tấm lòng của anh một mạnh thường quân họ Đỗ, quê gốc ở Đà Nẵng nhưng bây giờ đang định cư ở Mỹ ạ. Vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của anh rất là nhiều. Và chắc chắn một điều rằng là khi em nói những cái điều này ra là anh biết được là cái tấm lòng của em Khánh, của anh đã được em Khánh trao trọn vẹn đến cho em Tân rồi em nhé. Đây là tấm lòng của anh một mạnh thường quân đến từ Mỹ họ Đỗ, là 200 đô la Mỹ. 200 đô la Mỹ anh Hành à. Anh về anh ngồi đây luôn anh. Đấy, 200 đô la Mỹ. Đây là tấm lòng của anh ở bên kia em nhé. Đấy, anh Hòa Đỗ. Đấy. Lúc này đấy thì có một gia đình, vâng ạ, gia đình họ Lâm. Gia đình họ Lâm ở bên Canada đấy. Thì có gửi những cái món quà về để chia sẻ cái sự khó khăn cùng với gia đình của anh. Thì thứ nhất là động viên em Tân, thứ hai nữa là cũng có gửi cho anh Thuần là 1 triệu đồng để phù phí thuốc men. Đấy, bên cạnh đó thì anh em nhà họ Lâm gồm có là anh Kiên, anh Cường, anh Cầu và anh Dũng cùng với hai người bạn đó là cô Nga và cô Michelle ấy, có gửi tặng anh là 1 triệu đồng để giúp anh phù phí thuốc men anh nhé. Dạ. Đấy, thì đây là cái tấm lòng mà của các anh chị thuộc dòng họ Lâm ở bên Canada đấy. Vâng, tiền thì lúc này em gửi cho anh Thuần cầm rồi. Thì chút nữa anh Thuần đưa lại cho anh nhé. Dạ. Thì buổi tối ngày hôm nay thì thực sự là kính thưa quý vị là Khánh cũng mặc dù là đi từ chiều bây giờ ở dưới nhà em Giang, sau đó là cũng có hai mạnh thường quân gửi cho Khánh một cái khoản tiền để đến chia sẻ với gia đình của nạn nhân Lê Văn Hà và nạn nhân Anna Bùi Thị Nhung ấy. Sau đó thì chúng em phải vượt một cái quãng đường cũng rất là xa, 20 cây số thì đi khoảng chừng 20 phút thôi, nhưng mà chúng em chạy đường tối và cái đường lên đây cũng rất là khó, một tầm hơn 30 phút mới lên được đến đây đấy. Đấy, thế nhưng mà chúng em cũng cảm thấy rất là vui bởi vì rằng là đã làm được một cái cầu nối để cho các mạnh thường quân chúng ta có được những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt đó là ngày hôm nay đó là gia đình của em Trần Thị Tân ạ. Vâng, thì đấy thì đó là những cái sự chia sẻ mà các anh chị các cô chú ở bên nước ngoài cũng như là trong nước có gửi về để giúp đỡ cho gia đình chúng ta
đấy, gia đình anh Trì trong cái dịp này anh nhá. Thế thì có lẽ là em Tân cũng có những cái điều mà cũng muốn được tâm sự, cảm ơn chia sẻ các cô chú, thì em có thể chia sẻ. Thì đầu tiên thì con cũng là cảm ơn cô chú anh chị các mình thương quân đã thương yêu gia đình con và đã chia sẻ cùng với gia đình và mẹ con trong thời gian qua. Thì sắp tới đây thì đón đầu xuân năm mới thì con cho con được là chúc các anh chị, cô chú, được gặp mình thương quân một năm mới là vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Rồi qua đây con cũng xin chúc anh Khánh và anh Dũng thật nhiều sức khỏe để là làm những công tác thiện nguyện, rồi là lan tỏa những cái tình yêu thương, những cái sự giúp đỡ của các mình thương quân đến cho những cái hoàn cảnh khó khăn như là gia đình chúng con. Rồi là thì con cũng là rất là cố gắng để là ăn uống, để là chuẩn bị để là sinh em bé. Con không biết nói gì hơn, thì con chỉ biết là chúc cho các cô chú anh chị, bạn bè, các mạnh thương quân là một năm mới thật tràn đầy hạnh phúc, là thật nhiều sức khỏe và thành công trên các con đường làm ăn. Con xin cảm ơn. À, đó là những lời chia sẻ rất là mộc mạc, rất là chân thành từ trong trái tim mà em Trần Thị Tân mong muốn được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cho toàn thể quý vị, các mạnh thường quân đã có những sự chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua đối với gia đình của em Tân ạ. Vâng, và một lần nữa thì Khánh cũng xin được cảm ơn toàn thể quý cô chú, các anh chị rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với Khánh, đã tin tưởng Khánh tuyệt đối để cùng với Khánh đến với những hoàn cảnh khó khăn để giúp cho họ có một cái cơ hội để vươn lên trong cuộc sống ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị chúng ta nhìn thấy căn nhà đây đó, buổi tối nào cũng thế, tối nào cũng vậy, thì gia đình của em Trần Thị Tân đều có đông đúc bà con hàng xóm cũng như là những người thân trong gia đình đều tập hợp về đây đông đủ để động viên cái tình cảm xóm làng, cái tình cảm quê hương ở đây rất là gần gũi quý vị ạ. Thì tinh thần là như vậy anh ạ. Thế thì bây giờ cũng muộn rồi, chúng em thì cũng đi từ đồng chiều bây giờ, cho nên là cũng rất là muộn rồi, đi bây giờ về nhà cũng xa nữa, cho nên là em Khánh cũng xin phép được thay mặt cho các anh chị, các cô chú là những mạnh thường quân trao những tấm lòng đến cho gia đình mình. Thế còn bây giờ thì em cũng xin phép em về luôn nhé anh nhé. Mặc dù là quãng đường rất xa xôi từ tỉnh Đảng Nghệ An, tỉnh Đảng Nghệ An, nhưng mà thì quãng đường là cũng 60-70 cây số, thì mang đi những cái tấm lòng của các anh chị, các nhà, các anh chị với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình, thì thay mặt gia đình là cảm ơn hai em và cảm ơn các anh chị đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình. Và năm cũ sắp hết và sắp đón xuân Canh Tí năm 2020, thay mặt gia đình là chân thành kính chúc các đại gia đình của các anh chị, các anh mạnh thường quân tháng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin chân thành cảm ơn. Thì em cũng thay mặt cho các mạnh thường quân, toàn thể quý vị cũng chúc cho gia đình anh là một năm mới là luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn, chuẩn bị đón một cái thành viên mới, đó là con gái của em Tân, chuẩn bị sinh nữa, cũng được là mẹ tròn con vuông, được mạnh khỏe anh nhé. Thôi thì bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép có lại em về luôn. Dạ thôi con chào cả nhà nhé.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì em Khánh và em Dũng trên đường vẫn mặc dù rất là bận, nhưng mà anh em cũng tranh thủ trên đường đi ra gia đình của em Thái Thị Giang để trao những cái tấm lòng hảo tâm của các quý vị là những người mà trong mấy ngày vừa qua đấy tiếp tục gửi về để giúp đỡ cho gia đình em Giang đấy. Thì sau khi mà xong việc rồi thì bây giờ mặc dù xong việc giữa gia đình em Giang thì cũng rất là muộn rồi, bây giờ là 7:30 tối rồi, 7:30 chiều rồi. Vâng quý vị, bây giờ là 7:30 chiều rồi. Thế nhưng mà Khánh cũng muốn là Khánh cũng tranh thủ để đến với gia đình của nạn nhân Lê Văn Hà, bởi vì có một mạnh thường quân ở bên Mỹ đấy, có gửi về là 100 đô la Mỹ và nhờ Khánh trao đến cho gia đình của nạn nhân Lê Văn Hà. Vâng ạ, mạnh thường quân này có tên là Benny. Vâng ạ, Benny Trần đấy, Benny Trần đây. Benny Trần thì có gửi về là 100 đô la Mỹ và nhờ cháu là trao gửi cho gia đình của bác các nhé. Cụ thể đó là giao cho trao gửi lại cái tấm lòng cho vợ của anh Lê Văn Hà, tức là em Hòa đúng không em? Đấy. Thì đây là tấm lòng của một mạnh thường quân ở bên Mỹ đấy, có tên là Benny Trần, có chia sẻ cái sự mất mát cùng với gia đình em và động viên gia đình mình là 100 đô em nhé. Đấy thì Khánh hôm nay Khánh xin được thay mặt cho mạnh thường quân Benny Trần ở bên Mỹ đấy, sẽ gửi là 100 đô la Mỹ cho gia đình của em, cho gia đình của nạn nhân Lê Văn Hà. Thì đây là 100 đô, đây là tấm lòng của chị mạnh thường quân bên Mỹ gửi về để chia sẻ với gia đình mình em nhé. Đấy. Trần ơi, ở bên Mỹ em cho mình chân thành cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ mẹ con em. Cả nhà mình ăn cơm cả chưa? Ăn cơm. Thế nhà mình là có theo có bên Thiên Chúa giáo, bên Công giáo không? Không. Không ạ. Bởi vì thấy vừa rồi đi vào đây thấy bên chỗ đó đang làm lễ hay là gì đấy? Dạ dạ dạ. Cái là tên đầu cầu đó. Dạ dạ. Đầu đường đó. Dạ dạ. Con mời cả nhà uống nước nhé. Dạ. Mời nước thằng. Sơn sài cơm hồi. Dạ, nhà cháu cứ đi gặp món ăn đó đấy. Dạ. Đang mới chiều ngày hôm nay là mới làm việc với chỗ nhà em Giang, Thái Thị Giang, nạn nhân của Cao Huy Thành đấy. Dạ. Thì có mạnh thường quân ở bên Mỹ là bên đi Trần đấy, có gửi về là 100 đô để động viên cho chỗ em Hòa đấy. Dạ. Thì em thay mặt gia đình cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn với mạnh thường quân đã có lòng với tôi. Dạ dạ dạ. Nói chung thì vâng chào bác. Dạ. Cháu nó hoàn cảnh vì có tôi thì có một mình cháu. Vâng. Đi làm ăn vì tương lai của con cái của nó đi làm ăn thì may mắn thiệt phần. Vâng. Các mạnh thường quân và các cái đã có lòng một thương đến mẹ con nó thì thay mặt các bạn. Dạ dạ dạ. Hay là phải đưa tôi. Dạ. Tôi còn thằng đó. Dạ. Tôi muốn đi làm ăn rồi. Vâng. Rồi về ông bà nương tử chuyện già với nữa rồi là con cái nó là con cái nó đi nó may. Vâng. Vấn đề cho hai đứa cháu thằng 3 tuổi đến 4 tháng tuổi. Em đi là 4 tháng rồi hả? À. Tức là đi 20 ngày mẹ với chứ. À. Đi 20 ngày để làm chứ. À. Nhà đứa bố về nhá. Dạ. Rồi nội dấu chú rồi vay mượn nào một tí nhà rồi mua vài trống. Dạ. Thế là nói về nhà với cái môn trả cho được nợ. Dạ. Thế là vay thêm mà đi làm ăn thì hồng trả nợ nên rồi. Dạ. Kiếm thêm dư chút định nói vợ con. Vâng. Ai biết thì nó đi. Dạ. Gặp với nó đi luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì thực ra là nợ nần thì cũng nhiều gia đình nợ nần bác ạ. Thế nhưng mà cái mất mát của chỗ anh Hà là một cái điều mà cũng rất là nhiều người rất thương xót. Đấy cho nên là thôi thì bây giờ mình cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều nữa. Mọi chuyện thì nó cũng đã rồi. Cố gắng là em thì cũng cố gắng là chăm sóc con cho nó tốt rồi cũng kiếm công ăn việc làm để mà kiếm tiền để nuôi các cháu thôi. Bác ạ, bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để động viên mẹ con em Hòa. Đấy nhà mình đây còn quá còn đỡ rất nhiều gì nhìn thấy hai cái video mà cháu mới đăng ngày hôm qua đấy. Nếu mọi người chúng ta theo dõi, thì nó không có nhà mà ở nữa.
nhà dồn lên dồn xuống nữa. Đấy là vừa cái xem không? Cái mà là tết cho tôi 40 dạ dạ một tấn gạo đấy. Dạ. Cho trẻ em vùng cao. Dạ. Nói chung thì mình làm vấn đề như nào nhưng mà rồi với vất vả này. Dạ dạ. Bây giờ là cháu xin phép gia đình chút, về cháu lại đi lại chỗ gia đình của Anna Bùi Thị Nhung ấy. Là cũng có người bên Mỹ có trao quà, gửi quà động viên cho chỗ mẹ của em Nhung. Dạ, yeah. Cho nên là thôi thì bên dạ biết rồi, cháu biết nhà rồi. Cháu đến mấy lần rồi? Hả? Hả? Không. Cho ai gửi về giúp cho ai thì cháu mới ấy được. Dạ. Yeah. Thì cháu sang bên chỗ nhà bên kia một chút, sau đó rồi còn đi lên trên Nam Thành nữa. Dạ, chào bác nhé. Thôi cố gắng là đồng viên giữ gìn sức khỏe để đồng viên em cho với các cháu. Thôi con chào bà nhé, chào các ông nhé. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, con chào bà. Dạ 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 dạ. Dạ. Thôi chào em nhé. Thôi chào. Hôm nay thì cháu Khánh, dạ, cháu có đến nhà mình một lần rồi đấy, hai ba lần rồi. Dạ. Thì lần trước thì cháu có thay mặt cho anh Phước ở bên Mỹ đấy, có đến anh có gửi về là 200 đô để đồng viên gia đình mình. Thế hôm nay thì có một mạnh thường quân ở bên Mỹ đấy, đó là gia đình của anh chị An Hương. Vâng, gia đình anh chị An Hương đây bác nhá, gì nhá. Đấy thì gia đình của anh chị An Hương ở bên Mỹ đấy, chỉ có gửi về là 100 đô la Mỹ và nhờ cháu trao cái tấm lòng của chị đến cho gia đình của gì nhá. Dạ. Yeah. Thì cũng là với cái lời nhắn là đồng viên bác, chúc cho bác được mạnh khỏe nhá, chúc cho dì được mạnh khỏe. Và chị có gửi 100 đô thì cháu xin được thay mặt cho chị trao tấm lòng của chị cho gia đình mình bạn gì nhá. Dạ dạ. Cảm ơn gì công ty gia đình. Thì đây là một dạ dạ. Thì đây là 100 đô của chỗ chị gia đình của chị anh chị An Hương nhá. Dạ cháu gửi trao đến cho bác ạ. Vâng. Vâng. Thì kính thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua đấy thì có rất là nhiều cô chú anh chị chúng ta cũng có những tấm lòng hảo tâm, có những sự chia sẻ gửi về thông qua Khánh để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong số 39 nạn nhân đấy. Thì Khánh mặc dù ngày hôm nay thì sau khi mà đã đến với gia đình của em Thái Thị Giang trao những tấm lòng để giúp đỡ cho gia đình em Giang là một trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thì bây giờ cũng đã rất là muộn rồi, nhưng mà Khánh cùng với em Dũng chúng em cũng sắp xếp thời gian để đến với gia đình của Anna Bùi Thị Nhung. Bởi vì có một mạnh thường quân ở bên Mỹ, đó là gia đình của anh chị An Hương, có gửi về cho Khánh là 100 đô la Mỹ và nhờ Khánh trao cái tấm lòng của anh chị gửi đến cho mẹ của nạn nhân Anna Bùi Thị Nhung, với cái lời nhắn đó là cầu mong cho em Anna Bùi Thị Nhung được linh hồn được siêu thoát. Vâng ạ. Và chúc cho bác được mạnh khỏe bác nhé. Dạ, thì đó là cái tấm lòng của anh chị ở bên Mỹ, anh chị An Hương ở bên Mỹ. Thì ngày hôm nay thì cháu xin được trao gửi lại cho gia đình mình bác nhé. Vâng ạ. Và cũng qua đây thì gia đình cũng rất là cảm ơn tấm lòng của vợ chồng anh chị An Hương rất là nhiều. Chúc cho anh chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Cảm ơn quý vị, cảm ơn gia đình anh chị An Hương ạ. Dạ.